Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Trong series này, bọn mình sẽ giới thiệu các loại yêu ma quỷ quái của các tỉnh thành ở cả nước. Mà nói yêu ma quỷ quái vậy thôi, chứ cũng có xen kẽ vào một số giống loài thần thánh hóa trong dân gian nữa nha. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả các tác giả trong bộ tranh Yêu Ma Quỷ Quái Việt Nam đã cho mình cảm hứng làm cái series này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở miền Tây nha. Thì cái tỉnh đầu tiên ở miền Tây, mình sẽ nói đến An Giang. Có tích kể lại rằng, sấu năm chèo là loài quái cá sấu năm chân mũi đỏ khổng lồ ở An Giang. Cá sấu vốn sống ở trong chùa, sống ra hòa vào lòng sông. Các tích thời xưa kể rằng ban đầu cá sấu hại người, nhưng về sau, các tích thời cận đại lại kể rằng cái loài quái thường xuyên bảo vệ nhân dân. Nhất là trong hai cuộc kháng chiến, đây là truyền thuyết rất phổ biến không chỉ có ở An Giang mà còn lan đi khắp miệt Cửu Long. Công trình hồ cá sấu năm chèo đã được khởi công xây dựng để ghi nhớ về loài quái này. Về phần tư liệu tham khảo thì các cụ lão nhắc lại thời xa xưa. Có ông Đình Tây theo thầy là Đức Phật, thầy Tây An đi khẩn hoang ở miệt Thất Sơn. Vì có ơn cứu người nên ông Đình Tây được tặng một con cá sấu nhỏ dị hình mũi đỏ có 5 cái chân. Ông Đình Tây lén thầy nuôi sấu, nó lớn rất là nhanh và một đêm mưa to gió lớn, sấu bứt xích thoát ra sông. Thầy tình sấu dữ hoành hành bắt gia súc, rượt đuổi dân lành. Đức thầy phiền muộn, bèn cho ông Đình Tây các bảo pháp gồm một cây mung cổ phụng, một cái lưỡi câu và hai cây lao đi diệt trừ nghiệt súc. Mà con sấu này rất là khôn, đang phá phách nghe tiếng ông Đình Tây thì lặn trốn mất tiêu. Hết cách nên ông Đình Tây bèn nói giữa thinh không: "Bớ nghiệt súc nè, nếu chưa có tới sấu thì từ nay yên lặng đi, đừng có nổi lên cây hại sớm làng nữa. Còn như cái mạng căn đã hết rồi thì hãy sớm chịu oai trời đi." Từ đó sấu nằm im dưới đáy sông. Tương truyền khi quân Pháp càng bố binh gia nghị của Đức Cổ Quảng, Trần Văn Thành tại vùng Bảy Thưa, vì yếu thế nghĩa quân phải rút lui. Khi ấy nhằm mùa nước nổi, quân Pháp ở sau lưng bắn phá rất gấp, mà trước mặt thì đế sậy dày đặc, ghe xuồng chống đi không có nổi. Lúc ấy ông Năm Chèo bỗng nổi lên, rẽ đường giúp cho xuồng ghe theo đó mà trốn thoát. Bộ dụng cụ của ông Đình Tây hiện đang được lưu giữ, mà theo truyền thuyết, khi ông Năm Chèo trở mình, chỉ người nào có đức hạnh, đạo cao mới có thể dùng chúng để bắt ông Năm Chèo. Cần Thơ. Có tích kể rằng, Cợp Bình Thủy là tích về con cợp đưa bà mụ đến hộ sinh cho thai phụ. Thực ra đây là mưu thức rất phổ biến và có tích trên khắp cả nước. Tư liệu tham khảo kể rằng, ngày xưa, ở vùng này có một con cợp tu lâu năm, tánh linh như người. Ở Vàm Ngã Tư có một phụ nữ tên là Bé, sống một mình. Chồng đi lính Triều Nguyễn đi trấn giữ vùng biên cương Cao Miên. Trước khi chia tay vợ, người lính đốt hương đứng trước một gốc đại thụ khấn xin Thánh Hoàng thổ địa, bảo trợ người vợ trẻ để ông ta yên tâm làm nhiệm vụ với đất nước. Một con cợp đã tu lâu năm, tính hiền, nấp sau gốc cây đại thụ nghe lời khấn. Vào một đêm nọ, con cợp nghe tiếng bà vợ trên rỉ đau bụng chuyển dạ đẻ, đã chạy thẳng đến một nhà bà mụ. Bà mụ đang ngủ mơ màng, mở mắt ra thấy con cợp sợ quá ngất xỉu. Sau đó thì con cợp tha bà mụ đến tận cửa nhà của bà Bé. Khi tỉnh dậy, bà mụ quáng quàng chạy vào nhà bà Bé và phát hiện ra bà Bé cần cứu giúp. Bà mụ đã giúp bà Bé vượt cạn thành công trong cơn thập tử nhất sinh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mở cửa ra, bà mụ đã trông thấy một con heo rừng nằm chết ở trong sân. Trên thân heo đầy vết móng cợp, sực nhớ diễn biến đêm qua. Bà mụ biết con cợp đã bắt heo trả lễ, cho rằng đó là hổ thần bảo vệ dân làng. Bà mụ và bà Bé cùng dựng một ngôi miếu thờ để thờ thần hổ. Ngoài ra thì cư dân địa phương còn truyền tụng rất nhiều giai thoại khác liên quan đến việc thần hổ cứu người khi gặp hoạn nạn. Khi hổ chết, dân làng tiếc thương lấy thi thể làm tượng cốt đặt trong miếu thờ. Giờ là Bến Tre. Ở Bến Tre có một sự tích kể rằng rắn Hàm Luông là quái rắn khổng lồ ở sông Hàm Luông Bến Tre. Loài này từng hiện thân cứu trợ thuyền bè người dân khi gặp nạn. Có một vài tư liệu tham khảo có nói rằng vào những năm đầu thế kỷ 18, bốn tộc họ Nguyễn, Phan, Trịnh và Võ được coi là những người có công khai phá cái vùng đất này. Hồi ấy ông bà mình đàng ngoài bị chiến tranh liên miên, mất mùa, đói kém nên dông thuyền vào trong Nam để mưu sinh. Trong lúc vượt con sông Hàm Luông để đến với cái vùng đất trù phú nhưng còn hoang sơ của xứ sở Cù Lao Minh, bao gồm huyện Mỏ Cày, Thạnh Phú và Chợ Lách của tỉnh Bến Tre ngày nay. Họ gặp phải sóng gió to lớn, thuyền bè chao đảo. Bất ngờ một con rắn lớn xuất hiện nâng thuyền qua sông cập bến an toàn. Cảm ơn rắn cứu mạng nên sau này khi lập đình xong thì người dân liền thỉnh ông rắn về thờ. Có một câu chuyện khác nữa rằng, tuy to lớn thế nhưng ông chưa bao giờ hại người.
chỉ ăn thịt những con ác thú như là hùm, beo. Người ta cho rằng ông giết những loài thú dữ để hộ độ dân lành. Lời đồn rằng có người đi làm đồng khuya ngang khu vực gặp thần rắn trú ngụ. Bất thình lình gặp một con beo đứng chắn đường. Biết không thể chạy thoát, người đó chỉ còn biết nhắm mắt cầu khẩn ông độ mạng rồi chờ chết. Bỗng một cơn gió lốc thổi ào lên, người đó mở mắt ra. Hóa ra cơn gió lốc ấy là do ông xuất hiện. Trong chớp mắt, ông ngậm lấy con beo rồi biến mất. Người ấy quỳ xuống lạy liên tục vào hư không để tạ ơn ông cứu mạng. Đồng Tháp. Đồng Tháp thì có tích kể rằng ma mẹ ma con là truyền thuyết ở Sa Đéc Đồng Tháp. Tích này kể về một hồn ma nữ có thai với con người rồi hạ sinh ra con cũng là ma. Cả hai về sau bị một luồng sét đánh đến tan biến. Một vài tư liệu tham khảo ghi chép rằng tại làng Tân Thuận Đông Sa Đéc có một nông phu sống trong một cái gian nhà lá trơ trọi giữa đồng. Vùng này nổi tiếng là nhiều ma. Đối với làng xóm, anh tự nhận là đã có vợ con rồi, nhưng chẳng bao giờ người ta thấy mặt cả. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng anh ta kêu vợ nấu nước, làm thức ăn, hoặc là rầy đứa con nghịch ngợm. Hay khi có người nào định ngồi vào võng thì anh ta cản lại, nói có con mình nằm ở trong đó. Dân làng thấy vậy thì để tâm rình mò. Quả thấy trong nhà anh có một cái bóng người đàn bà và một đứa bé chừng 4 tuổi. Nhưng khi vào nhà lại chẳng thấy gì cả. Một hôm bỗng có tiếng sét nổ, nhà anh bốc cháy. Người ta thấy anh khóc sướt mướt kể chuyện cho xóm giềng hay. Vợ anh là một cô gái chết oan không chịu đi đầu thai, lại vốn có duyên nợ với mình nên lấy nhau, sinh được một người con. Tiếng sét vừa qua đã giết mất cả vợ lẫn con. Sau đó người ta thấy anh bỏ nhà bỏ cửa đi biệt. Vĩnh Long. Ở đây thì có sự tích của hổ phù, người Khmer còn gọi là Yahoo. Đến hầu hết các chùa Phật giáo của đồng bào Khmer trong tỉnh Vĩnh Long, chúng ta dễ dàng nhận thấy hình tượng Yahoo được đắp nổi trang trí mặt bên ngoài cổng chùa. Cụ thể là trên nóc cổng, nằm ở vị trí trung tâm cổng ra vào phía dưới những ngọn tháp. Yahoo được tạo tác với hình dáng mặt mày dữ tợn, có hai hàm răng nhọn lởm chởm, nhưng chỉ có nửa thân trên đang ngậm mặt trời hoặc mặt trăng. Qua nghiên cứu, các tài liệu cho thấy rằng hình tượng hổ phù hay là Yahoo có nguồn gốc từ truyện thần thoại Hindu. Yahoo có liên quan đến truyền thuyết về biển sữa ở Ấn Độ xưa kia. Đó là truyền thuyết khuấy biển sữa. Vấn đề này thì sau này mình sẽ làm riêng một video nói về câu chuyện này nha. Biểu tượng Yahoo được người Khmer Vĩnh Long đắp nổi này trang trí trước cổng chùa còn nhằm mục đích là tận dụng sức khỏe mạnh mẽ và dáng vẻ hung hăng dữ tợn của Yahoo để phòng trừ sự phá hoại của các thế lực hung ác, qua đó bảo vệ chùa, phù hộ cho cuộc sống của Phật tử, cộng đồng xã hội được an lành, hạnh phúc, thịnh vượng. Trà Vinh. Khi đến viếng thăm các ngôi chùa Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thường bắt gặp pho tượng thần với nét mặt hung dữ đứng trước cổng chùa hoặc xung quanh chánh điện. Đó chính là hình tượng chết, hay thường được gọi quen thuộc là chằn. Về nguồn gốc của chằn thì có nhiều truyện kể, truyền thuyết khác nhau như là xuất phát từ kho tàng truyện cổ tích và trường ca. Ramayana cho rằng chằn là cây thần, thần bảo vệ buôn làng và các giếng nước. Về sau Bà La Môn giáo mới biến chằn thành thần canh giữ kho báu, thuộc hạ của thần tài lộc Kubira. Còn theo Phật thoại Ấn Độ thì chằn là thuộc hạ của thần Vairavana, thần trấn trị phương Bắc trong tín ngưỡng thập nhị thiên vương của đạo Phật. Song Phật thoại thì Ravada ở Đông Nam Á lại có câu chuyện kể rằng chằn là loài quỷ dạ xoa chuyên ăn thịt người, rồi được Đức Phật thu phục nên xin làm thần bảo vệ cho các ngôi chùa. Hình tượng chằn trong các khía cạnh văn hóa Khmer mang nhiều ý nghĩa biểu trưng. Trong văn học, truyện cổ tích Khmer, hình tượng chằn thường xuất hiện tượng trưng cho cái xấu, cái ác, nhân vật phản diện, chuyên phá hoại, gây ra nghịch cảnh, đau khổ cho nhiều người. Nhưng trong các lễ nghi tín ngưỡng dân gian, cư dân Khmer với truyền thống nông nghiệp đã biết cách dung hòa tín ngưỡng liên quan đến chằn và Phật giáo. Mượn hình ảnh chằn để thể hiện ước muốn xua đuổi điều dữ, đón sự an lành may mắn trong đời sống. Chằn xuất hiện với chức năng như vị thần bảo vệ người dân, bảo vệ chùa, mang ý nghĩa cái thiện chiến thắng cái ác, chính nghĩa thắng hung tàn. Hậu Giang. Ở Hậu Giang thì thỉnh thoảng chúng ta có nghe truyền tụng nhiều giai thoại về loại cá to ở sông Cái, Hậu Giang. Tại rạch Cái Tắc, Cần Thơ có cặp cá vồ cờ to lớn khác thường. Thỉnh thoảng thì cá mới nổi lên, cái cờ to nhô lên khá là cao. Cá bơi tới đâu là cái cờ rẽ nước như nổi sóng. Một lát sau là cá lặn mất. Người ta cho rằng cá ở hàng ngoài sông Cái, nếu xuất hiện là đem điềm dữ cho dân chúng,
Sở dĩ có sự mê tín ấy là vì từ xưa thiên hạ đồn đãi rằng sông Trạch là khu vực do Hạ Bá cai quản, cũng như Long Vương cai quản ngoài biển cả vậy. Cá to lớn quá mức trung bình phải chăng là binh tướng của Hạ Bá? Ai đụng chạm hoặc giết cá nọ thì xúc phạm đến người khuất mà. Có một câu chuyện kể rằng, cặp cá vồ ở cái tắc nổi lên, tình cờ trong lúc cha con lão nọ vừa quăng chài xuống, đôi cá dính trong miệng chài, cựa quậy rồi chạy trốn. Lúc mắt bình tĩnh, lão nói với con: "Nhanh, nhanh lên, giữ cái chài buộc tôi ghe." Thế là đôi cá kéo cái chài và chiếc ghe, nhưng chúng hai bên bờ đứng xem ngạc nhiên, cá quá mạnh, kéo chiếc ghe chạy nổi sóng luôn. Lão chài kêu cứu, có người đưa sáng kiến: "Nè, chặt bỏ sợi dây đi, đừng có tiếc cái chài mà mang quả." Lão làm y lời, hai con cá nọ lặn xuống đáy sông mất dạng. Về sau cặp cá này bị bắn, theo lời đồn đãi thì trong bao tử cá có vòng vàng, chuỗi hột chứng tỏ nó đã ăn thịt người. Rồi, mọi người vừa nghe qua các yêu ma quỷ quái ở miền Tây Việt Nam rồi. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanta bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ ở mỗi video nha. Còn ai mà có những góp ý thắc mắc gì đó thì có thể để lại dưới phần bình luận nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.